nhạc sĩ Doãn Nho, U90 vẫn sung sức lạ thường. Trong số các nhạc sĩ được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật còn sống Phạm Tiên, Trọng Bằng, Chu Minh, Doãn Nho thì nhạc sĩ, sinh năm 1933, quê ở Làng Cót, xã Yên Hòa, huyện Từ Liêm nay thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội, định mệnh đưa Doãn Nho đến với âm nhạc rất sớm. Đó là năm mới lên 10, trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa còn mải thả diều, đánh quay, ông đã được học violon tiếp xúc với âm nhạc dân gian Bắc Bộ, âm nhạc phương Tây. Những nốt nhạc của cây đàn ví cầm thuở thiếu thời đã đưa tâm hồn Doãn Nho vào một thế giới của những giai điệu Đông, Tây, những nốt nhạc đầy xung động. Nhưng những biến thiên, những thăng trầm ấm lạnh của thời cuộc cũng đã đưa Doãn Nho vào đời và binh nghiệp, âm nhạc rất sớm. Mới 12 tuổi, Doãn Nho tham gia đội thiếu niên cứu quốc trong mặt trận Việt Minh, tuyên truyền vận động trong thiếu nhi và phổ biến các bài hát cách mạng. 13 tuổi, Doãn Nho tham gia vào đội tuyên truyền lưu động Bắc Giang rồi đội tuyên truyền xung phong Vĩnh Yên. 17 tuổi, trở thành một chàng lính trẻ của trường lục quân Việt Nam khóa 06. Âm nhạc đã như một định mệnh, gắn với Doãn Nho hệt bóng với hình. Khi vào trường lục quân, ông về đội văn công của trường, trở thành nhà công đàn violon. Cũng từ cái nôi âm nhạc đầu tiên này, những sáng tác đầu tay của Doãn Nho ra đời, bà mẹ nuôi tiến lên theo gương La Văn Cầu. Để rồi từ đó, âm nhạc vĩnh viễn đóng dấu vào chàng trai họ Doãn. Cho dù lúc về đoàn văn công Tổng cục Chính trị 1954 với liên tục những sáng tác mang hơi thở của đời sống bộn bề gian khổ, lúc xuất ngoại suốt 03 năm ở xứ người theo đuổi nghiệp nghiên bút có được điều kiện sống hiện đại hơn. Cuối cùng, tốt nghiệp Đại học Nhạc viện Kiev ngành sáng tác lý luận 1962 đến 1964 và đạt học vị tiến sĩ nghệ thuật học cũng tại ngôi trường này 1973 đến 1980. Và lúc trở về nước là đi ngay vào chiến trường khu 04, Nam Lào, Quảng Trị đạn bom khói lửa. Dường như ở cổng vũ môn nào, dù là trường học hay trường đời, dù là yên bình hay chiến tranh, dù là thơ mộng hay đầy khắc nghiệt, ông cuối cùng cũng vẫn vượt qua. Ở góc độ nào đó của số phận, đó vừa là bản lĩnh, nghị lực, vừa là có chút may mắn. Có lẽ hiếm có người nhạc sĩ nào có một đời sống lẫn nghiệp âm nhạc sôi động và ba trong một như ông. Vừa là đại tá quân đội, vừa sáng tác thanh nhạc, vừa sáng tác khí nhạc, đồng thời là một nhạc sĩ nghiên cứu. Hai lĩnh vực sáng tác và nghiên cứu vốn như chẳng dễ cùng hội cùng thuyền, vậy mà đều tồn tại trong ông, cho thấy một năng lực, một sở trường sáng tạo dồi dào. Có lẽ vì thế, gia tài âm nhạc của ông khá đồ sộ, phong phú các thể loại, nói như các nhà chuyên môn định hình phong cách sáng tạo và được công chúng rộng rãi biết đến. Sự đa dạng và phong phú của các sáng tác không phải chỉ ở các đề tài mà còn ở các thể loại sáng tác. Có thể thấy sự đa dạng và phong phú đó trong chiếc ngang lý lịch âm nhạc của ông kèm theo là những thành công ông gặt hái. Năm 1965, ca cảnh lá đơn tình nguyện kịch bản Kim Tiến, Quốc Bảo. Năm 1966, quả bom Câm, Tây Nguyên mừng đón thơ Bác, bài ca của Ba Cô Đông, Tây Nguyên chiến thắng. Năm 1971, năm anh em trên một chiếc xe tăng thơ Hữu Thỉnh. Năm 1972, người con gái sông La, bài ca dân quân tự vệ thủ đô lời Xuân Thiêm, huy chương vàng hội diễn toàn quốc năm 1972, thần tốc, mùa xuân huy chương vàng hội diễn toàn quốc năm 1985. Không chỉ các ca khúc, ông còn viết nhạc cho kịch nói, hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng, thanh xướng kịch chảy hội đền Hùng. Giải nhất hội nhạc sĩ Việt Nam năm 1995, một số tác phẩm khí nhạc, giao hưởng số 01 tháng 8 lịch sử huy chương vàng hội diễn toàn quốc năm 1985, thơ giao hưởng số 02 thánh gióng 1984, khúc tưởng niệm cho giọng soprano và dàn nhạc giải thưởng Bộ Văn hóa Thông tin, concertino cung la thứ cho violon và dàn nhạc, rồi nhạc cho vở ba lê một thời và mãi mãi. Ông còn viết nhạc cho kịch, kịch múa và cả những tiểu luận về âm nhạc. Quả là một sức lao động say mê, bền bỉ, tận tụy và sáng tạo dồi dào, đáng nể. Trong gia tài âm nhạc và nghiên cứu của ông, đỉnh cao của nó vẫn là những ca khúc Đi cùng năm tháng mà ngay người viết bài này cũng rất yêu thích. Tiến bước dưới quân kỳ, người con gái sông La, năm anh em trên một chiếc xe tăng. Cho dù thị trường và thị hiếu âm nhạc của người Việt giờ đây đã đa dạng, phong phú, hiện đại hơn rất nhiều, nhưng những ca khúc mang khí phách, hồn cốt một dân tộc hay thấm đẫm tình yêu người, yêu đất nước đó đã làm nên tên tuổi một Doãn Nho rất riêng, không trộn lẫn giữa một làng nhạc sĩ Việt già trẻ, nam nữ với đủ các dòng sáng tác mang phong cách rất khác nhau cổ điển, đương đại. Cũng hiếm có một nhạc sĩ nào mà đời sáng tác đã mang đến cho ông những kỷ niệm chân quý. Đó là cuộc gặp gỡ hiếm hoi, thú vị và xúc động giữa ông với nhân vật La Thị Tám, người con gái đếm bom ở ngã ba Đồng Lộc bên dòng sông La, làm nên sự mượt mà,
sự nuột nà làm nên sức sống và sự thi vị của ca khúc Người con gái sông La thơ của Phương Thúy. Ca khúc một thời lay động tuổi trẻ dấn thân cho độc lập, tự do của đất nước. Người con gái năm xưa tuổi mới 18 đôi mươi đầy sức sống, em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn, đạp lên cái chết dáng em hiên ngang. Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam, lần đầu tiên nghe ca khúc hát về chính mình đã rơi nước mắt, nay đã là người phụ nữ từng trải ngoài 50. Cả tác giả lẫn nhân vật chính của ca khúc nói với nhau những gì, không ai biết. Khi nghe chính ông, tác giả ca khúc hát cho mình nghe về tuổi thanh xuân hồn nhiên và quả cảm đó, người đàn bà La Thị Tám nghĩ gì về quá khứ, cũng không ai biết. Chỉ biết đất nước khổ đau và căn trường này đã cho ông những cảm xúc sâu nặng và sáng tạo tràn đầy của một người nhạc sĩ người lính. Đến lượt ông đem đến cho đời những cung bậc của tâm hồn và ý thức sống trước vận mệnh đất nước phải ra sao. Và điều kỳ lạ nhất với Doãn Nho, ở tuổi 80 xưa nay hiếm, những ca khúc của ông vẫn trở thành cây cầu nối ông với ca sĩ thế hệ trẻ, một lần nữa mang đến cho ông niềm vui bất tận lẫn sự thành công ngoài mong đợi. Đó là ca khúc Chiếc khăn piêu của ông có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, đã được ca sĩ tùng dương bằng tài năng độc đáo, bằng cái chất phiêu rất riêng của mình, đã tái tạo, hóa thân, làm mới một chiếc khăn piêu xưa cũng có thể hòa được nhịp sống đương đại hôm nay, được khán thính giả vô cùng yêu thích, đón nhận. Chiếc khăn piêu dưới giọng ca đặc biệt và đặc sắc của Tùng Dương đã giật giải bài hát yêu thích, trở thành hiện tượng của năm 2012. Trước đó, năm anh em trên một chiếc xe tăng của ông cũng đã từng làm nên hiện tượng nhóm hát 1088. Người ca sĩ biết phiêu với ca khúc của người nhạc sĩ, tạo nên âm hưởng lạ lùng, đem đến cho khán thính giả sự cảm thụ âm nhạc hoàn toàn mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn vô cùng thẩm mỹ. Còn ông, người nhạc sĩ đã phiêu với hành trình gian khổ của một dân tộc, đem đến cho đời những ca khúc cộng hưởng đầy sức sống và gặt hoa trái của mồ hôi lao động cùng tài năng. Một sự phiêu đầy thăng trầm mà cuối cùng vẫn ngọt lành hạnh phúc. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập qua đời. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập, tác giả Hát cho dân tôi nghe, qua đời ở tuổi 81 tại Bệnh viện 175 sau thời gian trị bệnh sáng 26 tháng 7. Tang lễ nhạc sĩ sẽ diễn ra sáng 28 tháng 7, lễ động quan dự kiến vào ngày 30 tháng 7. Sau đó, ông được an táng tại Nghĩa Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận tin, nhạc sĩ Trương Quang Lục, 90 tuổi, tác giả ca khúc Vàm Cỏ Đông, cho biết dù hiểu quy luật sinh tử, ông rất buồn khi đồng nghiệp qua đời. Tôn Thất Lập là một trong những nhạc sĩ đi đầu khi sáng tác cổ vũ phong trào phản chiến mang tên Hát cho đồng bào tôi nghe, ông Trương Quang Lục nói. Ca sĩ Cẩm Vân biết ông những năm 1990, khi ấy nhạc sĩ đã vang danh với loạt sáng tác như Tình ca mùa xuân, Tình ca tuổi trẻ, Tình yêu mãi mãi. Sau này, cả hai có dịp thân thiết hơn khi lưu diễn châu Âu đầu thập niên 2000 cùng một số nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, ông làm trưởng đoàn. Trong ký ức của ca sĩ, ông hiền lành, điềm đạm, ít nói nhưng quan tâm đàn em từng ly từng tí. Ông từng khen tôi có chất giọng đặc biệt, nhiều lửa, Cẩm Vân nói. Năm 2022, lần cuối gặp ông trong một sự kiện, Cẩm Vân nhận ra nhạc sĩ ốm, sụt ký nhiều. Hỏi thăm, ông cười hiền cho biết chỉ là bệnh tuổi già. Nhạc sĩ ngỏ lời mời chị hát hai bài trong một live show ông đang lên kế hoạch thực hiện khi ấy. Sau đó, tôi không thấy ông gọi lại, dự định tham gia đêm nhạc mãi không thành, ca sĩ cho biết. Năm ngoái, ở tuổi 80, nhạc sĩ Tôn Thất Lập có chương trình Hát cho dân tôi nghe, nhìn lại sự nghiệp hơn nửa thế kỷ sáng tác của ông tại nhà hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ sinh năm 1942 ở Đà Nẵng, lớn lên tại Huế. Những năm cuối thập niên 1960, thời kỳ nổi lên phong trào phản chiến của học sinh, sinh viên. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập có những ca khúc ảnh hưởng đến nhiều thế hệ thanh niên trong nước như Hát cho dân tôi nghe, Hát cho quê hương, Lúa gieo trên khắp cánh đồng. Ông từng có thời gian ra Bắc học tại Nhạc viện Hà Nội rồi quay vào Nam làm công tác văn hóa của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Năm 1973, nhạc sĩ Tôn Thất Lập sang Pháp du học và tham gia Đại hội Sinh viên Việt Nam Hải ngoại tại Paris, Pháp năm 1974. Nhạc sĩ tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Văn hóa Hà Nội, từng là Phó Chủ tịch Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, công tác tại Sở Văn hóa, Thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Thời bình, ông tiếp tục sở trường viết tình ca, có nhiều ca khúc mới như Tình ca mùa xuân, Tình ca tuổi trẻ, Chị An âm vang mùa xuân, Mưa thì thầm, Quản tù tì, Cô bé dễ thương, Tình yêu mãi mãi. Ông từng nói về quan niệm làm nghề, đối với tôi, sáng tạo là tự giải phóng bản thân, ngay cả những tác phẩm đặt hàng cũng phải tìm tòi, lấy đó làm cơ hội để tìm cái mới. Nếu đặt hàng mà viết không được thì thôi chứ không làm theo kiểu trả nợ.
sự sáng tạo phải đặt lên hàng đầu. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập tuổi 80 vẫn hát cho dân tôi nghe. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập là gương mặt tiêu biểu nhất trong phong trào đấu tranh đô thị của giới trẻ miền Nam trước năm 1975. Những sáng tác thuở 20 của nhạc sĩ Tôn Thất Lập như Xuống Đường, Người Đợi Người, Hát Trong Tù, Lúa Gieo Trên Những Cánh Đồng đã đồng hành cùng sinh viên học sinh Sài Gòn những đêm không ngủ. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập cùng với các nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, Nguyễn Văn Xanh, La Hữu Vang, Nguyễn Phú Yên, Miên Đức Thắng thực hiện những đêm văn nghệ vì hòa bình tại khuôn viên các trường đại học và tại trường Đại học Nông Lâm Xúc Sài Gòn đêm ngày 27 tháng 12 năm 1969, chương trình Hội Ngộ Thanh Niên Yêu Nước chính thức lấy tên Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe. Hạt nhân của chương trình Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe là ca khúc Hát Cho Dân Tôi Nghe của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Hát Cho Dân Tôi Nghe Tiếng Hát Tung Cờ Ngày Nào Hát Qua Đêm Thiên Thu, Lửa Cháy Trên Trại Giặc Thù Hát Âm U Trong Đêm, Muôn Cánh Tay Đang Dậy Lên Hát Cho Anh Công Nhân Xiềng Xích Như Mây Tan Hoang Hát Cho Anh Nông Dân Bỏ Cày Theo Tiếng Loa Vang. Ca khúc Hát Cho Dân Tôi Nghe phản ánh đầy đủ quan niệm sáng tác của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Sứ mệnh của văn nghệ sĩ là phải luôn luôn chọn đứng bên bờ vực thẳm để thấy hết nỗi đau của đời người của người dân ở hạng Cùng Đinh. Và nhiệm vụ là viết bản án kết tội những người đã đưa họ xuống vực thẳm. Sự lan tỏa rục rã và cháy bỏng của ca khúc Hát Cho Dân Tôi Nghe đã lan tỏa ra ngoài biên giới. Trên báo Le Monde của Pháp số ra ngày 11 tháng 2 năm 1972, tác giả Mireille Gagnon nhận định: vừa mới viết ra, vừa mới sướng lên nó đã được truyền đi từ miệng người này đến miệng người khác. Nó nảy nở giữa gọng kềm siết chặt, nơi mà mỗi cử chỉ, mỗi lời nói là một vấn đề sống chết. Những lời hát cất lên giữa những dùi cui, đàn áp, lặp lại giữa những chiếc xe bọc thép, rồi vang lên ở góc phố, nơi mà những anh sinh viên bị đuổi bắt. Nó đã đánh thức lương tâm của tuổi trẻ và lòng nhiệt thành của họ. Tất cả cơ đồ của lối sống Mỹ đã bất lực, không thể bóp nghẹt tiếng nói của một thế hệ trẻ sinh ra dưới những trận bom và chưa bao giờ họ được biết gương mặt của hòa bình. Năm 1973, nhạc sĩ Tôn Thất Lập được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cử đi tu nghiệp tại Nhạc viện Hà Nội. Đại hội sinh viên Việt Nam hải ngoại diễn ra ở Paris năm 1974. Tuyển tập ca khúc của nhạc sĩ Tôn Thất Lập có tên Gọi Những Cánh Chim Từ Vùng Lửa Đỏ đã được phát hành như một chất liệu gắn kết sức mạnh Việt Nam. Chương trình Hát Cho Dân Tôi Nghe tại Nhà hát Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đêm 8 tháng 11 có sự tham gia của các ca sĩ Thanh Ngọc, Phương Vi, Nguyễn Phi Hùng, Tố Hoa, Tùng Lâm, Triệu Lộc, Duyên Quỳnh, Đăng Quân, Nhã Thi, Igaria, Sona Hà Lưu. Ngoài ca khúc Hát Cho Dân Tôi Nghe, công chúng cũng được thưởng thức lại những sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Tôn Thất Lập như Mưa Thì Thầm, Tiếng Hát Về Khuya, Tình Yêu Mãi Mãi, Cô Bé Dễ Thương. Không chỉ nổi bật thời tranh đấu, nhạc sĩ Tôn Thất Lập còn đóng góp cho công cuộc dựng xây đất nước một ca khúc lừng lẫy Trị An Âm Vang Mùa Xuân. Công trình thủy điện lớn nhất phía Nam đã được thể hiện rạo rực trong tác phẩm của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Một dòng nước trong hát câu chờ mong âm vang dòng sông một trời nước non thắp trong lòng ánh sáng trong lòng người, lặng nghe gió reo nhớ bao ngày qua ước mơ dạt dào lặng nghe nước reo cháy trong lòng ta ước mơ rực sáng dòng điện thắp lên, sáng trong lòng anh, sáng trong lòng em. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập sinh năm 1942 tại Huế. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập sánh duyên cùng ca sĩ Liên Hương một giọng hát giành được rất nhiều giải thưởng vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước và có hai người con. Hiện tại, niềm vui lớn nhất của nhạc sĩ Tôn Thất Lập là chơi đùa với hai đứa cháu nội. Tuy nhiên, trong lòng ông thì tình yêu âm nhạc vẫn dạt dào như dòng điện mê say gọi ngày tương lai, dòng điện bao la gọi đời bay xa. We'll be right back.